ta sẽ bắt đầu vào tiết 2 của nội dung ôn tập thi học kỳ 1 nhé các con. Chúng ta sẽ bắt đầu ôn với bài số 13 là giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10. Với bài số 13 này thì các con chúng ta sẽ ôn tập cả bài, gồm có phần 1 và phần 2 La Mã. Sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần 1 La Mã. Một La Mã, quá trình giao lưu thương mại. Vào những thế kỷ đầu công nguyên, nhu cầu trao đổi hàng hóa giữa Trung Quốc, Ấn Độ và xa hơn là khu vực Địa Trung Hải đã mở ra những tuyến đường thương mại quan trọng trên vùng biển Đông Nam Á. Thuyền buôn của nhiều nước trên thế giới đã có mặt tại đây, mở ra quá trình giao lưu thương mại giữa Đông Nam Á với thế giới bên ngoài. Các con chúng ta quan sát những hiện vật được tìm thấy. Thứ nhất, đó là hình 13.1, những đồng tiền của nhiều khu vực khác nhau trên thế giới được tìm thấy ở các cảng thị của Vương quốc Phù Nam. Hình 13.2 là gương đồng thời Hán, Trung Quốc, thuộc di chỉ Ốc Eo, tỉnh An Giang. Và hình 13.3 là những mảnh vàng thuộc văn hóa Ốc Eo, thuộc di chỉ Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp. Và qua những hiện vật mà các con chúng ta đang quan sát được thì minh chứng cho việc một số nơi ở Đông Nam Á đã có những hoạt động buôn bán và có sự hiện diện của thương nhân nước ngoài ở những năm đầu thế kỷ công nguyên. Những hoạt động giao lưu thương mại ở Đông Nam Á trong 10 thế kỷ đầu công nguyên thì khi mà các thuyền buôn ở các quốc gia khác đến với khu vực Đông Nam Á thì chúng ta sẽ cung cấp cho họ nước ngọt và lương thực, đồng thời là nơi trao đổi những sản vật có giá trị như là hủ tiêu, đậu khấu, ngọc trai, san hô, đặc biệt là trọng hương, một mặt hàng có giá trị rất là cao. Sau đây thì cô mời các con cùng quan sát những cái mặt hàng, những cái sản vật có giá trị của Đông Nam Á những năm đầu công nguyên nhé. Các con chúng ta đang quan sát đó chính là hồ tiêu, đậu khấu, ngọc trai và trầm hương. Đây chính là những sản vật mà ở khu vực Đông Nam Á có rất là nhiều và rất là nổi tiếng. Rồi chúng ta quan sát lại cho cô phần ghi bài của một La Mã, quá trình giao lưu thương mại. Sau đây thì chúng ta sẽ qua phần 2 La Mã nhé. 2 La Mã là quá trình giao lưu văn hóa. Cô mời các con quan sát lượt đồ và cho cô biết là khu vực Đông Nam Á sẽ nằm giữa hai nền văn hóa nào phát triển sớm hơn. Các con chúng ta sẽ thấy đó là khu vực Đông Nam Á sẽ nằm giữa hai nền văn hóa, đó là Trung Quốc và Ấn Độ. Các con chúng ta đã tìm hiểu những bài trước đó thì chúng ta cũng biết rằng văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ được xem như là hai nền văn hóa rất là lớn trên thế giới lúc bấy giờ. Vậy thì nền văn hóa nào sẽ ảnh hưởng sâu đậm nhất đến khu vực Đông Nam Á đây các con? Là Trung Quốc hay là Ấn Độ? Nền văn hóa ảnh hưởng sâu đậm nhất đến khu vực Đông Nam Á đó chính là Ấn Độ. Cô nhắc lại với các con ha, Ấn Độ có nền văn hóa rất là ảnh hưởng đến những nền văn hóa chung của các khu vực, của các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nền văn hóa Ấn Độ sẽ có những ảnh hưởng sâu đậm đến những cái lĩnh vực gì. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp. Đó là về tôn giáo, về chữ viết và về kiến trúc. Đây chính là những tác động của nền văn hóa Ấn Độ đến nền văn hóa của các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tôn giáo. Các con còn nhớ ở Ấn Độ
có hai tôn giáo được hình thành, được sinh ra ở Ấn Độ, đó chính là Hindu giáo và Phật giáo. Hindu giáo còn gọi là Ấn Độ giáo, nó sẽ phổ biến ở những vương quốc đó là Champa và Sơn Lạc. Còn Phật giáo thì sẽ phổ biến ở những quốc gia như là quốc gia Bagan của người Miến. Còn về chữ viết thì nền văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng đến nền văn hóa ở các quốc gia khu vực Đông Nam Á, đó là về chữ phạn. Chữ phạn được xem như là chữ viết cổ lâu đời của các quốc gia ở Đông Nam Á. Thì về sau các quốc gia họ sẽ có những cái thay đổi riêng phù hợp với sự phát triển của quốc gia họ, như là chúng ta lấy ví dụ người Campuchia thì họ sẽ sáng tạo ra chữ cổ Khmer dựa trên nền tảng của chữ phạn. Còn về kiến trúc thì nền văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng đến kiến trúc của khu vực Đông Nam Á. Thứ nhất đó là về quần thể kiến trúc Phật giáo Borobudur thế kỷ thứ 8. Đây chính là một trong những công trình kiến trúc rất là tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á. Borobudur trong tiếng Indonesia có nghĩa là tháp Phật trên đồi cao, và toàn bộ tháp do 300.000 viên đá xếp thành được xây dựng trên một mặt bằng hình vuông rộng 2.500 m². Borobudur là một kỳ quan Phật giáo tinh xảo và lớn nhất thế giới. Và đây chính là hình nhìn từ xa của ngôi đền Borobudur. Ngôi đền giống như một ngọn đồi hay một kim tự tháp với nhiều tượng Phật và bảo tháp. Công trình hoàn toàn được xây dựng và tạc bằng một loại đá núi lửa màu xám khai thác trên đảo Java. Và công trình kiến trúc tiêu biểu tiếp theo của khu vực Đông Nam Á đó chính là di tích đền tháp Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam ngày nay. Và lúc bấy giờ thì di tích đền tháp Mỹ Sơn là của vương quốc Champa, được xây dựng từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 14. Thánh địa Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam. Và đây từng là nơi tổ chức cúng tế của vương triều Champa, cũng như là lăng mộ của các vị vua Champa hay hoàng thân quốc thích. Như cô có nói với các con vừa rồi, về mặt tôn giáo thì ở Indonesia, vương quốc Bagan của người Miến thì họ chịu chi phối của tôn giáo Phật là Phật giáo. Nhưng mà ở những vương quốc như là vương quốc Champa, các con chúng ta đang quan sát hình, thì được ảnh hưởng rất là lớn bởi tư tưởng đó là Ấn Độ giáo hay còn gọi là Hindu giáo. Và thánh địa Mỹ Sơn có thể được xem là trung tâm tôn giáo và văn hóa của nhà nước Champa thời kỳ bấy giờ. Và đây là phần ghi bài của phần Hai La Mã, quá trình giao lưu văn hóa. Các con chúng ta dành ra ít phút để mà hệ thống lại kiến thức nhé. Ta tiếp tục với bài số 14, Nhà nước Văn Lang Âu Lạc. Và đây là bài có kiến thức trọng tâm và câu hỏi chiếm khá nhiều trong đề cương ôn tập, và cũng chắc chắn là nó cũng sẽ có nhiều câu hỏi trong đề thi học kỳ nhé các con. Nên trong bài này thì cô yêu cầu các con chúng ta nghe cô giảng thật kỹ, và có những kiến thức nào mà các con chúng ta chưa nắm kỹ hoặc là các con chúng ta chưa có hiểu sâu thì có thể ghi chép lại qua vào cuốn tập hoặc là vào cuốn sách giáo khoa của các con cũng được nhé. Với bài Nhà nước Văn Lang Âu Lạc thì chúng ta sẽ ôn tập hết cả nội dung bài học này.
Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu phần mục La Mã, nhà nước Văn Lang. Một nhỏ, sự ra đời nhà nước Văn Lang. Mời các con quan sát lược đồ vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lúc bấy giờ, vào khoảng những năm thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, thì ở những khu vực ven những dòng sông lớn, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã hình thành những bộ lạc lớn. Các con chúng ta sẽ thấy là ở vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là nơi tập trung rất là nhiều những con sông lớn, trong đó có con sông Hồng. Và những bộ lạc sinh sống gần gũi với nhau về tiếng nói, về kinh tế. Đây là một cảnh sinh hoạt trong bộ lạc. Và các con sẽ thấy là mọi người sống với nhau rất là bình yên. Xa xa là người đang đánh cá, rồi gần đây sẽ là người đang thả thức ăn cho gia súc, gia cầm. Và hình ảnh những người đang giã gạo thì chứng tỏ là bộ lạc mà chúng ta đang được tham quan có cái nền kinh tế chính là sản xuất nông nghiệp. Và trong rất là nhiều bộ lạc sinh sống ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và dọc dòng sông Hồng thì có bộ lạc Văn Lang. Bộ lạc Văn Lang là một bộ lạc có nhiều đúc đồng phát triển và dân cư đông đúc. Đây được xem như là bộ lạc hùng mạnh nhất. Và mời các con cùng quan sát một hình ảnh được trích trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Thì truyện Sơn Tinh Thủy Tinh nói lên hoạt động gì rất là thường xuyên của nhân dân ta? À đúng rồi, đó chính là hoạt động chống thiên tai và lũ lụt, hay còn gọi là hoạt động trị thủy ha các con. Và lại để chống lại lũ lụt, hạn hán, hay là một người hay là một bộ lạc làm có được không các con? Chắc chắn là chúng ta cần phải có sự đoàn kết đông đảo từ nhiều người, nhiều bộ lạc làm với nhau, có đúng không nào? Đây chính là sự liên kết giữa các bộ lạc với nhau. Và lúc bấy giờ, dựa vào thế mạnh của bộ lạc mình, thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang đã làm gì? Lúc bấy giờ, thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang đã thống nhất các bộ lạc lại với nhau để thành lập nhà nước. Đây chính là hoàn cảnh ra đời cho nhà nước Văn Lang. Vậy thì nhà nước Văn Lang được thành lập vào thời gian nào, do ai đứng đầu và đóng đô ở đâu? Đây là những kiến thức mà các con chúng ta đã được học ở bài số 14. Bây giờ cô hệ thống lại cho các con những ý chính như sau nhé. Vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang hợp nhất các bộ lạc tự xưng là Hùng Vương. Và ông đã đặt tên nước là Văn Lang, có nghĩa là lấy tên của bộ lạc mạnh nhất, đặt tên cho nhà nước của mình. Và nhà nước Văn Lang đóng đô ở Phong Châu, tỉnh Phú Thọ ngày nay. Đây chính là nội dung ghi bài của phần 1 nhỏ. Các con chúng ta cùng hệ thống lại kiến thức với cô nhé. Và đây chính là vị trí đặt kinh đô của nước Văn Lang, đó chính là ở Phong Châu, tỉnh Phú Thọ ngày nay đó các con. Vậy thì nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào? Các con chúng ta cùng tìm hiểu thêm với cô nhé. Đây là sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang. Các con sẽ thấy là đứng đầu nhà nước là vua Hùng Vương. Giúp việc cho vua có Lạc Hầu và Lạc Tướng. Lạc Hầu là tướng văn, Lạc Tướng là tướng võ. Và cô gọi đây chính là cấp trung ương. Và cả nước được chia ra làm 15 bộ.
đứng đầu các bộ là lạc tướng. Hình minh họa ở đây chúng ta sẽ thấy là chỉ ghi hai bộ, nhưng mà lúc bấy giờ thì Hùng Vương chia cả nước ra làm 15 bộ lẫn nhé các con. Và dưới bộ là đơn vị chiền chạ, và người đứng đầu chiền chạ gọi là bộ chính. Cô nhắc lại với các con nhé. Cấp trung ương thì đứng đầu nhà nước là Hùng Vương. Hùng Vương có quyền quyết định tất cả mọi việc trong nhà nước, và giúp vua quản lý đất nước thì sẽ có lạc hầu là tướng văn, lạc tướng là tướng võ. Và cả nước thì chia ra làm 15 bộ. Đứng đầu bộ là lạc tướng, và dưới bộ là đơn vị chiền chạ, thì đứng đầu các chiền chạ là bộ chính. Con trai của vua sẽ được gọi là quan lang, con gái của vua thì sẽ được gọi là mị nương. Đây chính là những kiến thức trọng tâm mà các con chúng ta cần lưu ý cho cô nhé. Và lúc bấy giờ thì nhà nước Văn Lang chưa có luật pháp và quân đội. Khi có chiến tranh, nhà nước sẽ huy động thanh niên trai tráng ở các chiền chạ tập hợp lại cùng chiến đấu. Mời các con chúng ta cùng xem lại sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang. Và các con cùng xem lại nội dung ghi bài của phần 2 nhỏ, tổ chức nhà nước Văn Lang. Tiếp theo, mời các con chúng ta đến với nhà nước thứ hai trong lịch sử dựng nước của nhân dân ta, là nhà nước Âu Lạc. Vậy thì nhà nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào? Các con chúng ta cùng xem lại phần lược đồ kháng chiến chống nhà Tần của người Lạc Việt và Âu Việt. Do đây là bài ôn tập những kiến thức trước cô đã giảng ở trong những nội dung bài học rồi, cho nên là chúng ta sẽ xem lại cho cô đầy đủ hơn qua những cái bài trước đó nhé. Và sau khi đánh thắng quân Tần thì Thục Phán đã lên ngôi vua lấy hiệu là An Dương Vương. Và ông đã đặt tên cho nước là Âu Lạc. Thì các con chúng ta có thể hình dung được tên Âu Lạc đó chính là sự sáp nhập giữa hai vùng đất của người Âu Việt và người Lạc Việt. Và An Dương Vương đã chọn vùng đất Phong Khê, ngày nay là Hà Nội, để mà đặt kinh đô cho nhà nước Âu Lạc. Đây chính là vị trí của kinh đô nước Âu Lạc. Cô nhắc lại, kinh đô của Âu Lạc là ở Phong Khê, nay là Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Các con chúng ta sẽ đọc thêm cho cô về sự xây dựng thành Cổ Loa và kiến trúc của thành Cổ Loa nhé. Đây chính là những nội dung mà cô đã giảng cho các con ở phần của bài nước nhà nước Âu Lạc. Và chúng ta quan sát những hình ảnh sau và nhận xét về kỹ thuật luyện kim và trình độ quân sự thời Âu Lạc. Chúng ta có thể thấy là lúc bấy giờ kỹ thuật luyện kim và trình độ quân sự thời Âu Lạc sẽ cao hơn so với thời Văn Lang. Các con còn nhớ là ở thời Văn Lang, đất nước lúc bấy giờ chưa có quân đội.
Đến thời Âu Lạc của An Dương Vương, thì An Dương Vương đã cho xây dựng thành Cổ Loa. Đây được xem như là nơi đóng quân quan trọng nhất của nước Âu Lạc. Và lúc bấy giờ thì An Dương Vương đã cho xây dựng một đội quân rất là hùng mạnh, với những vũ khí đó là lẫy nỏ và mũi tên đồng, và mảnh giáp che trước ngực bằng đồng. Và có một câu hỏi rất là quan trọng của cô đặt ra cho các bạn, đó là em hãy nêu những điểm mới của tổ chức nhà nước Âu Lạc so với nhà nước Văn Lang. Về cơ bản thì nhà nước Âu Lạc có sơ đồ bộ máy nhà nước tương tự với nhà nước Văn Lang, cũng người đứng đầu là vua, lúc bấy giờ là An Dương Vương, và giúp việc cho vua cũng có lạc hầu và lạc tướng. Và cả nước được chia ra làm nhiều bộ, chứ không còn phải là 15 bộ nữa đâu nha các con. Nhà nước được chia ra làm nhiều bộ và đứng đầu các bộ vẫn là lạc tướng. Và đứng đầu các đơn vị chiền chạ, đó chính là bộ chính. Tuy nhiên thì quyền hành của vua An Dương Vương sẽ cao hơn trong việc trị nước. Vua có quyền thế hơn trong việc trị nước, có quân đội và vũ khí tốt. Và lúc bấy giờ, lãnh thổ đã mở rộng hơn, vượt ra khỏi vùng châu thổ sông Hồng, nên nước ta được chia thành nhiều bộ hơn. Như vậy thì các con sẽ thấy là nhà nước Âu Lạc đó chính là sự kế tục và sự mở rộng lãnh thổ hơn so với nhà nước Văn Lang, và vua ở Âu Lạc sẽ có quyền lực cao hơn, bộ máy nhà nước sẽ chặt chẽ hơn so với bộ máy nhà nước thời Văn Lang. Tuy nhiên thì với cái sự chủ quan của mình, đến năm 179 trước công nguyên thì Âu Lạc đã bị nước Nam Việt đứng đầu là Triệu Đà thuộc Trung Quốc xâm chiếm và thôn tính. Và như vậy thì đã đặt dấu chấm hết cho nền độc lập của nhà nước Âu Lạc, và cũng là sự khép lại thời đại dựng nước ở Việt Nam. Rồi cô mời các con cùng xem lại những kiến thức trọng tâm của phần 2 La Mã nhà nước Âu Lạc. Cô mời các con, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với cô bài cuối cùng, đó là bài số 15 về đời sống vật chất của người Việt thời kỳ Văn Lang và Âu Lạc nhé. Nhìn vào những hình ảnh sau đây thì các con chúng ta có thể cho cô biết Văn Lang là một nước có nền kinh tế chính là gì? Văn Lang có nền kinh tế chính là nông nghiệp trồng lúa nước nha các con, nông nghiệp trồng lúa nước. Và bên cạnh nông nghiệp trồng lúa nước thì chúng ta, những người Việt cổ, họ đã trồng thêm những loại rau hoa màu mới như là rau, đậu, bí, bầu. Và còn trồng thêm những cái loại cây ăn quả như là cau, trầu, chuối và cam. Bên cạnh ngành trồng trọt thì còn có thêm những ngành sau đây. Thứ nhất đó là trồng dâu, chăn tằm. Đây là ngành đánh cá và đây là ngành chăn nuôi. Và chúng ta cũng có thể thấy là bên cạnh ngành trồng trọt thì ngành luyện kim cũng là một trong những cái ngành rất là phát triển của người Việt cổ. Qua những cái hiện vật mà đã được tìm thấy, như đây là một trống đồng, và trống đồng được xem như là một loại nhạc khí trong lễ hội thời kỳ Việt cổ của chúng ta ngày xưa. Và thức ăn chính của cư dân Văn Lang
Như cô đã cho các bạn chúng ta quan sát hình ảnh, thì thức ăn hàng ngày chính là cơm nếp, cơm tẻ, rau, cua, tôm, cá, ốc. Bởi vì các bạn còn nhớ là nước Văn Lang và Âu Lạc được hình thành trên lưu vực của những con sông lớn, thì thức ăn hàng ngày sẽ chứa đựng những sản vật có xung quanh con người chúng ta như là cơm, gạo, rồi rau, cua, tôm, thịt, cá, ốc, vân vân. Và ngày lễ Tết thì còn có thêm bánh chưng và bánh dày. Họ còn biết làm muối, mắm cá và dùng gừng làm gia vị. Rồi cô mời các con cùng quan sát hai hình ảnh sau đây. Thứ nhất là muôi đồng Đông Sơn và thứ hai là thạp đồng Đào Thịnh. Và qua những cái hiện vật này thì chúng ta có thể thấy là đời sống vật chất của người Việt chúng ta lúc bấy giờ nó đã rất là phong phú rồi. Như là muôi đồng thì chứng tỏ là trong bữa ăn thì họ đã biết sử dụng dụng cụ để mà gấp thức ăn, đựng thức ăn. Còn thạp đồng thì dùng để đựng lúa, chứng tỏ đối với người Việt chúng ta thì hạt lúa rất là thiêng liêng, nên cư dân đã trang trí thạp đồng rất công phu với mục đích là để đựng những cái sản vật mà họ đã thu hoạch được. Đời sống vật chất còn có phương tiện đi lại. Phương tiện đi lại của người Việt có đặc điểm gì? Hãy cho cô biết là nhà ở của người Việt có hình dáng ra sao? Vì sao nhà ở lại xây dựng như vậy? Thì đây chính là những hình ảnh để mà miêu tả lại các phương tiện di chuyển của người Việt. Đó là việc họ sẽ đi lại bằng thuyền ha các con. Họ sẽ đi lại chủ yếu bằng thuyền. Vậy thì nhà ở của người Việt ra sao? Đây chính là nhà ở của người Việt. Nhà ở sẽ được xây trên những vùng đất cao, ven sông, ven biển hoặc là trên sườn đồi để mà tránh thú dữ. Và họ sẽ làm nhà sàn, có cầu thang lên xuống. Và nhà sàn sẽ có hai dạng mái. Đây là dạng mái cong hình thuyền và dưới đây là dạng mái tròn hình mui thuyền. Còn trang phục và kiểu tóc của cư dân Văn Lang như thế nào? Các con chúng ta cùng quan sát, đây chính là những trang phục ngày thường của người Việt xưa. Là nam sẽ đóng khố, mình trần, đi chân đất. Còn nữ sẽ mặc váy, áo xẻ rửa và có yếm che ngực. Đa số là họ sẽ đi chân đất, bởi vì lúc bấy giờ kinh tế chính của chúng ta là nông nghiệp. Cho nên là họ sẽ đi chân đất để mà thuận tiện hơn trong quá trình sinh hoạt và sản xuất. Còn trong những cái ngày lễ hội thì trang phục sẽ màu sắc hơn, đẹp hơn. Các con chúng ta sẽ thấy là trong ngày lễ hội thì họ sẽ đội mũ cắm lông chim, nữ mặc váy và nữ sẽ mặc áo và váy xòe, đeo trang sức, nam sẽ mặc khố dài. Đây chính là những kiểu búi tóc của người Việt xưa. Rồi cô mời các con chúng ta cùng xem lại cái phần thi bài của phần 1 La Mã đời sống vật chất. Thì phần ghi bài của đời sống vật chất khá dài, gồm có hai nội dung nhỏ. Một đó là nông nghiệp và các nghề thủ công. Và hai là đời sống của người Việt. Thì các bạn chúng ta cùng hệ thống kiến thức lại với cô. Và như vậy, cô đã hệ thống lại cho các con những nội dung trọng tâm có trong bài kiểm tra học kỳ 1 sắp tới. Và cô hy vọng các con chúng ta cùng theo dõi những nội dung mà cô đã nhấn mạnh, những nội dung trọng tâm có trong bài kiểm tra sắp tới. Và khi các con chúng ta đọc bài thì các con phải đọc thật kỹ câu hỏi để xem câu hỏi người ta muốn hỏi về nội dung gì. Và các con chúng ta sẽ phải nhìn thật kỹ đáp án để mà khoanh tròn đúng và câu trả lời mà các con muốn đánh dấu vào nhé. Và cô chúc các con sẽ làm bài kiểm tra thật tốt, không chỉ riêng môn sử địa mà còn tất cả những môn khác.
Và cô, mến chào các con, chúc các con có thật là nhiều sức khỏe nhé.